Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách set cúp ngực và khoác ngoài như này nhé. Chúng ta có một mẫu cúp ngực 2 dây nhé, bên trong ta sẽ làm 2 dây bộ mảnh. Phía dưới chúng ta sẽ tạo thòe xòe thôi. Phần áo ngoài chúng ta sẽ có một mẫu áo khoác, cái này không có da khuy nhé, cổ sam, cổ đầy dạng cổ cánh nhạn, tay sẽ xếp ly và ở trên đỉnh vai và cửa tay luôn nhé. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm cơ bản. Các bạn nào muốn cầu mua cái dập gốc cơ bản giống mình đang có thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo nhé. Mình đang có chương trình học cắt may, toàn bộ đồ nam nữ học phí chỉ là 1 triệu, các bạn sẽ được tặng một quyển giáo trình và được thêm vào lớp mà dạy kỹ thuật may. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên này nhé. Ở đây chúng ta có phần thân trước và thân sau. Đầu tiên thì bạn sẽ bấm cho mình một đường ngoài sườn vào đầu ly thân. Chúng ta đóng tạm cái ly vai này vào. Và dán vào đây cho mình. Sau đó này chúng ta sẽ kẻ lại đường vai con, kẻ lại đường hạ nách. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ kéo dài đường tâm ly lên cho mình. Chúng ta lấy phần cúp ngực thì các bạn lấy cho mình từ hạ nách ta lấy lên tầm 4 phân. Hoặc là các bạn xác định cái đoạn cúp ở đâu thì chúng ta sẽ cắt ở đó. Được chưa? Ví dụ chúng ta xác định là chia 3 vòng nách hoặc là chia đôi vòng nách thì các bạn sẽ cắt theo. Ở đây thì mình sẽ lấy lên tầm khoảng 4 phân nhé. Chúng ta sẽ chiết cái ly cúp là 2 phân rưỡi. Các bạn lấy từ đường tâm này ra mỗi bên cho mình là 1,25. Đó. Chúng ta sẽ đo thẳng lên để lấy được phần dây 15 phân. Tiếp đến này, các bạn sẽ kéo dài đường tâm ly xuống dưới gấu. Và chúng ta sẽ vẽ cái đường cạnh ly này, các bạn sẽ nối kéo dài nó ra. Đó. Thì bên này thì nó sang bên này nhé. Ok. Rồi các bạn sẽ kẻ thẳng sang bên này. Rồi chúng ta sẽ vẽ xuống vòng nách. Cái này mình sẽ cắt ra nhé. Sẽ đóng cái này vào để kiểm tra xem hai cái nó bằng nhau không. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ cắt nó đi. Đoạn này thì các bạn sẽ dán trả lại. Ta sẽ cắt tỉa hơn đầu ngực đi cho nó tròn nhé. Được chưa nhỉ? Từ bên này thì chúng ta sẽ lọc bỏ ly đi. Chúng ta sẽ dán phần giấy vào đây. Đấy nhá, mình có thể để cái này vào đây luôn này. Đó. Đây chúng ta sẽ vẽ lại cái đường cạnh ly này. Được chưa?
phần thân bổ mảnh ngoài này nhé. Ta sẽ cắt rời cái đường hạ eo này ra, chúng ta bấm đôi khoảng này. Rồi các bạn sẽ dán cái giấy vào đây. Chúng ta sẽ mở cái khoảng này ra nhé. Bạn mở ra cho mình tầm khoảng 15 đến 20 phân. Được chưa? Đoạn này nhá, chúng ta sẽ vẽ lại cái đường sườn lại một chút này. Các bạn sẽ vét nó bên trong thêm một chút. Đó. Được chưa? Phần gấu thì các bạn sẽ vẽ lại này. Chúng ta cắt này đi thôi. Ở đây thì các bạn sẽ khớp cái đường sườn này, khớp cái đường bổ mảnh này vào cho mình. Đó. Khớp vào xong thì chúng ta sẽ cắt lại dấu. Được chưa? Đó, đây là xong thân trước. Đối với thân sau thì các bạn sẽ làm tương tự nhé. Các cái đường bổ mảnh. Chúng ta sẽ kẻ thẳng. Chúng ta sẽ kẻ ngang cái đường hạ nách của thân sau ra đây thôi. Giảm chỗ này cho mình là mỗi bên là 5 ly nhé. Cắt này đi này. Kéo dài được 5 ly xuống dưới gấu. Và các bạn sẽ vẽ cái này sang này thôi. Các bước làm tương tự như thân trước nhé. Được chưa? Bên này thì các bạn sẽ bấm ra để chúng ta giải xòe nhé. Đây. Được chưa nhỉ? Ok. Phần dây nhá, phần dây của thân sau thì các bạn sẽ đo thẳng này lên cho mình thôi. 23 cộng với 15 sẽ bằng 38 phân. Được chưa? Chúng ta cắt một dây dài 38 phân. Đó, đây là xong về phần váy nhá. Đối với áo này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái thân áo. Chúng ta sẽ cắt đến hạ eo thôi nhá. Chưa? Phần sau thì các bạn sẽ xử lý tiêu Levi phần sau đi cho mình này. Ở đây nhá, đối với thân trước này, chúng ta sẽ lấy ngang cổ ra tầm 8 phân. Từ đường ngang cổ các bạn lấy ra ngoài đây cho mình tầm 2 phân để chúng ta lấy được cái đường bẻ ve phần cổ nhá. Được chưa? Phần bẻ cổ này này. Tiếp đến này, chúng ta sẽ kẻ này. Lấy từ đầu ngực ra đây cho mình tầm khoảng 1 phân rưỡi. 1,5 nhá. Nối cho mình từ cái điểm này. Chúng ta nối vào đây. Các bạn kéo dài thái lên. Được chưa? Từ đây các bạn lấy lên cho mình tầm 11 phân. 11 này. Giữ thước vuông. Chúng ta lấy ra đây tầm 5 phân rưỡi. Các bạn nối cho mình một đường cong vào phần ngang cổ này nhé. Được chưa? Các bạn có thể để nó cong hơn nhé. Chúng ta lấy ra đây tầm 6 phân được. Đó.
Khi các bạn lấy ngang cổ của thân thân trước ra một phân rồi nhá, chúng ta sẽ lấy ngang cổ thân sau ra thêm một phân đấy. Bạn lấy sâu cổ xuống cho mình tầm 3 phân. Đo vòng cổ thân sau bằng bao nhiêu này? 10 phân rưỡi. Bạn đo ngược từ đây lên cho mình 10 phân rưỡi. Đánh dấu lại. Ở đây thì các bạn sẽ kẻ cho mình một đường vuông góc vào đây. Đó. Chúng ta sẽ lấy cái cổ sau cho mình tầm khoảng 7 phân. Đó. Các bạn nối này, kẻ này xuống đây. Chưa? Cái phần cổ này các bạn có thể lấy bất kỳ nhá, chúng ta có thể lấy độ chéo bất kỳ nhá. Từ đây các bạn sẽ nối này. Nối vào đây. Chưa? Đây là cái đường hạ nách của theo phần Levi nhá. Thì các bạn có thể lấy ngược lên từ cái đường hạ hạ đỉnh ngực, lấy ngược lên cho mình tầm khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái này. Các bạn vẽ vòng nó ra ngoài đường sườn. Được nhỉ? Phần ly này nhá. Chúng ta sẽ kẻ nó ra ngoài sườn này. Bây giờ mình sẽ cắt này. Chúng ta sẽ cắt thằng này ra. Đóng ly vai này vào. Ta sẽ kẻ lại đường vai con. Đó. Con sẽ giảm đầu vai đi cho mình là 1 phân rưỡi nhá. Và vẽ lại bằng nách luôn. Cổ các bạn sẽ cắt theo đường này. Đó. Phần ly này các bạn sẽ dán lại nhá. Thì các bạn sẽ dán lên giấy vào đây, các bạn sẽ kẻ lại cho mình. Điểm giữa này nối vào đầu ly thân. Phần ly ly ben này các bạn sẽ để cách cho mình 3 phân so với đầu ly thân nhá. Sau đó chúng ta sẽ kẻ lại. Đó. Được chưa? À, phần cổ thì các bạn bẻ ra. Đó. Được chưa nhỉ? Chỗ này nó sẽ bẻ cong cong theo. Ok chưa nhỉ? Sau đó thì chúng ta sẽ may với cả thân sau thôi. Đối với thân sau này các bạn sẽ giảm đầu vai đi cho mình nhá. Tương tự như thân trước này. Cắt thải đi. Ở đây thì các bạn sẽ chiết ly thân sau này vào cho mình. Được chưa? Đây, hai phần này tí may lại với nhau rồi. Đó. Ok. Đối với phần tay thì các bạn sẽ chuẩn bị mình cái tay cơ bản. Chúng ta có xếp ly ở trên đỉnh tay và cửa tay luôn. Do đó thì các bạn sẽ xếp gấp đều nha cho mình. Tổng 4 phần nhá. Đẩy phần đầu tay lên cho mình tầm 4 phần nữa. Chúng ta vẽ lại cái vòng nách.
Các bạn sẽ đo vòng nách ở trên thân và vòng nách ở trên tay. Nó chênh nhau bao nhiêu thì các bạn sẽ xếp ly lại bấy nhiêu cho mình. Được chưa nhỉ? Đấy. Phần thân giữa, ở giữa này chúng ta sẽ xếp một cái ly trụm vào. Đó. Được chưa? Phần này thì các bạn sẽ xếp hai ly hai bên và một ly ở giữa. Đó. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cách nấu set đồ theo mẫu sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.